Hi, xin chào mọi người. Gia đình của Bằng đã vô tới khách sạn rồi mọi người ơi. Đây, cái view ghê chưa? Cái view sân bay. Cái view sau lưng là nguyên cái sân bay luôn mọi người. Đây, khách sạn mà Bằng ở là khách sạn Mandela Bay. Đó, khách sạn đó, Mandela Bay. Đang ở trên cái tầng 58. Cao cái khiếp luôn á. Kìa kìa, nguyên cái sân bay phía trước mặt luôn. Mà sao đứng đây không nghe máy bay bay lên đây xuống nha, không nghe tiếng động. Đây là cái phòng nè, quay sơ cho mọi người coi. Đó, cái này là cái lối vô nè, có một tấm kính quá là to đây luôn. Cái phòng này là cái này là nó thông với cái phòng bên kia nha, mình nghĩ là vậy á. Đúng rồi. Đó. Còn ở đây là cái tivi, tủ này, có cái tủ lạnh nữa, tủ lạnh, nước uống, là cà phê mọi người, cà phê, nước suối, suối. Đó. Đây là phòng hai giường, một giường là của vợ chồng Bằng với một giường là của bé Ray. Bé Ray ngủ giường này đó mọi người, thấy cái view sân bay. Phía dưới là cái the trip đó mọi người, cái con đường đại lộ lớn và hoành tráng nhất của Las Vegas đó, phía dưới đó đó. Đó. Chạy kìa. Cái cà bao nó chạy kìa. Bằng đang đưa bác Ray đi xuống hồ bơi để tắm. Ở đây nó không kêu là cái hồ bơi mà nó kêu là cái biển. Có lẽ là chắc nó rất là lớn đó mọi người. Đây, bác Ray nè. Bác Ray đã sẵn sàng rồi. Đó. Ok. Shark. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Đây là có mấy con voi phun nước. Cái này mới để bơi con. Đây là phía bên ngoài của cái khách sạn nè mọi người. Quá thì cao luôn. Không biết nó bao nhiêu tầng ha. Hồi nãy quên hỏi, nhưng mà Bằng ở tầng 58 luôn á. Wait wait wait, over here. Baby shark. Baby shark. Đây là cái đường qua bên cái biển nè. Đây. Đây cái đường qua biển nè. Nó kêu là cái biển mọi người. Mình phải có cái chìa khóa phòng mình mới vô được nha. Ok, bây giờ mình sẽ đưa chìa khóa phòng để cho cái chị này chỉ cho mình vào. Đi vô con. Đây. Rồi, hai này con bé Ray. Lên. Hãy check in ở đây nha. Check your bag now. No, 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 no.
lấy khăn con, đi lấy khăn, mình phải đi lấy khăn trước đó con. Đây là cái chỗ để mình đi lấy khăn đó mọi người. Ok, em lên lấy khăn đi em. Em đứng giữ đi nha. Lấy mấy cái? Hai cái đi. Một cái thôi cũng được. Đây là cho nít không? Hả? Thôi bên kia kìa, bên kia nó mất. Ok hả? Rồi, đây. No, no, that's your. Quá trời đông. Hi mọi người, bây giờ là Bằng đang ở trên The Trip đây mọi người ơi. Đây, phía sau lưng Bằng nè. Đẹp không? Đây là cái balloon của khách sạn Paris. Đây là cái tháp Eiffel. Ok. Bây giờ Bằng sẽ đưa mọi người đi coi cái show núi lửa phun trào ở khách sạn gì ta? Mirage đúng không? Núi lửa. Yeah. Đây quay lên phía trước cho mọi người coi nha. Rất là nhiều người đang đi ở trên cái đường The Trip luôn. Đông lắm. Rất là đông. Lâu rồi có chút xíu à.
chân, bàn chân, bàn chân, bàn chân, bàn chân. Đây là khách sạn Plaza. Chỗ này có nhạc nước mọi người. 15 phút diễn ra một lần. Còn cái show mà núi lửa phun trào á thì đến một tiếng mới có một lần, nên là tụi mình tranh thủ đi coi cái núi lửa trước. Đây, đây là khách sạn Plaza nè. Đây là cái chỗ cái hồ mà họ làm nhạc nước mọi người. Rất là đông người. Đây nhạc nước nè. Có khả năng mình đuôi tới để coi núi lửa không ta? Không thì mình coi nhạc nước trước nha. Ok. Vậy thì mình sẽ đổi lịch lại, mình sẽ coi cái nhạc nước trước, bởi vì bây giờ còn có chưa tới 10 phút nữa là 8 giờ rồi. Sợ đi không kịp tới cái núi lửa. Rồi chắc mình sẽ ở đây để mình coi nhạc nước trước mọi người. Thì chỗ lý tưởng ha. Đây được không? Thôi là lên trên luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đứng ở đây đợi để coi nhạc nước nha mọi người. Đây ha. Rồi. Ok. Ở đây để đợi để coi nhạc nước nè. Phía sau lưng bằng đây là cái khách sạn Plaza. Chỗ này sẽ làm sẽ có nhạc nước 15 phút diễn ra một lần mọi người. Bây giờ là còn có 5 phút nữa thôi là sẽ tới giờ họ sẽ làm nhạc nước cho mình coi. Bây giờ mình sẽ đợi một chút xíu nữa. Phía sau lưng bằng là khách sạn Flamingo mọi người. Đây, cái ngã tư này hoành tráng ghê luôn á. Muốn qua đường mình phải đi bằng cầu vượt chứ mình không thể băng ngang qua đường này được luôn rồi. Bây giờ thì mình phải đi vô trong cái khách sạn này nè. Rồi mình sẽ đi qua cái cầu vượt. Đây khách sạn phía sau lưng bằng nè. Phía sau lưng bằng có cái khách sạn nè. Mình sẽ vô khách sạn này rồi mình đi ngang qua cái cầu vượt này để qua phía bên kia đường.
Bây giờ nhà của Bằng đang get line để mua cái nước đặc trưng của Las Vegas mọi người. Ở trong cái ly cao thiệt là cao luôn. Yeah, đang đợi rất là đông người phía trước nè. Đó, họ đang get line phía trước nè. Bây giờ mình đợi để tới lượt mình vô mua. Oh, nó có strawberry, cherry, mango, và watermelon. Oh, nó có nhiều hương vị lắm nha. Bởi vì chỗ này là phải trên 18 tuổi, ô trên 21 tuổi mới được vô mua. Nên là Bằng với bé Ray phải ngồi ở ngoài để mẹ bé Ray vô mua thôi. Phía sau lưng Bằng đây là cái nhà hàng bán hamburger White Castle mọi người. Nhưng mà họ nói là 9 giờ mới đóng cửa ở trên cái giáp ghi á. Nhưng mà bây giờ tới nhân viên họ nói họ đóng cửa rồi. Dù là bây giờ mới có 8:40 thôi. Nên là bây giờ Bằng phải đổi món khác thôi. Còn đây là cái ly nước trái cây nè. Nó dài thiệt dài luôn. 15 đồng. Yeah, 15 đồng cái ly này. Bằng không có bỏ rượu vô đây. Đó, cái ly này mình có thể chọn mình bỏ thêm rượu nữa. Nhưng mà nãy tụi mình không có bỏ rượu vô chai này. Quay lại mẹ, quay lại mẹ. Grace, quay lại mẹ đó. Rồi, quay lại mẹ, quay lại mẹ, quay lại mẹ. Mẹ nè. Quay lại mẹ đi. Mẹ nó nghe, từ từ. Hi mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng đang ở khách sạn Valentino. Valentina chứ, Valentina. Yeah. Ở đây có mấy cái thuyền kiểu Ý á. Đó, đang chèo nè. Đó. Đang có một cặp tình nhân đang ngồi trên một chiếc thuyền chèo. Và phía bên đây thì có một anh nhạc công đang đàn một bản nhạc mà Bằng không biết tên gì nữa. Hi mọi người, bây giờ là Bằng đang đứng ở trước cái núi lửa ở khách sạn Miros để đợi nó phun rồi quay cho mọi người coi. Bây giờ là còn 15 phút nữa cái núi lửa này nó mới phun. Đó, nên là bây giờ phải đứng đây đợi, chứ chút xíu nữa tới giờ nó phun nó sẽ rất là đông người. Nên là tụi mình sẽ tranh thủ đứng đây trước nè. Đó, phía sau lưng là cái núi lửa đó mọi người. Cái núi lửa phía sau lưng nè. Đó, yeah. Tí xíu nữa khi mà nó phun quay cho mọi người coi nha. Bây giờ là gia đình của Bằng đang đi bộ về lại khách sạn mọi người. Từ ở cái chỗ núi lửa đó về tới khách sạn á là mất cỡ khoảng 15 phút đi bộ. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.